Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng trong buổi sáng ngày hôm nay. Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị một mẫu xe mới được về cửa hàng của mình. Quý anh chị nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì alo ngay cho em qua số điện thoại 081 666 2386, hoặc có thể kết bạn Zalo với số đó cho mình. Anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của mình thì hãy nhớ bấm vào nút like và đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin chi tiết về từng mẫu xe mà hiện tại mình đang có. Thì trước màn hình quý vị và các bạn đây, đó là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2013. Đấy, bản E xịn và đang được chào bán giá tiền là 339 triệu đồng, màu bạc, phiên bản số sàn, máy 1.5 anh em nhé. Đấy, thì mình sẽ đi tổng quan tổng thể chiếc xe này. Đấy, thân vỏ của chiếc xe thì sơn xi của nó thì rất là ok rồi. Bốn bánh ban la răng đúc nhé, la răng tăm thơm. Đấy, sơn xi của chiếc xe thì rất là ok, anh em nhìn thấy có độ bóng form xe của nó rất đẹp và tròn xe. Bốn nốt của nó thì còn khá là mới. Đấy, anh em nhìn thấy lốp lác của nó rất là ok đúng không ạ? Phanh đĩa bốn bánh nhé. Đấy, cua lốp cua liếc của nó rất còn đẹp. Với giá tiền chỉ có 339 triệu đồng, quý anh chị đã có một chiếc xe Toyota Vios đời 2013 bản E xịn để đi thì rất là ok. Anh em nào mua về chạy taxi hay chạy dịch vụ hay là chạy gia đình thì cũng rất là hợp lý. Một mẫu xe lồi đồng cối đá anh em nhé. Gầm bệ của chiếc xe thì rất là chắc chắn. Xe được tích hợp xi nhan trên gương, gương cụp xòe. Phần cánh lái bên phụ của chiếc xe. Nội thất rất là đẹp. Cái này chỉ cắt thêm một bộ lót sàn nữa là rất ok. Cái này xe mới về em chưa cắt. Đây là cánh sau bên phụ anh em nhé. Trần đã bọc một lớp trần 3D. Nội thất đẹp. Cánh sau bên lái anh em nhé. Cửa đóng rất là nhẹ nhàng. Phần gầm bên lái. Nói chung một chiếc Vios đời 2013 thì quý vị và các chị cứ yên tâm về phần gầm. Máy móc cam kết cho anh chị là không đâm đụng, không ngập nước. Còn đâu va quẹt xước sát tỉa sơn thì đã có rồi. Đây là phần khoang cốp của chiếc xe. Nắp capo phía sau. Nốt dự phòng la răng đúc. Đây là phần gầm từ đằng sau nhìn lên. Bây giờ mình sẽ vào bên trong phần trong để nổ máy lên cho quý anh chị xem. Hôm nay điều hòa rất là mát. Xe chưa có màn hình DVD và cam lùi.
Đấy. Thực ra thì đây cũng là một chiếc xe đã qua dịch vụ rồi, nhưng mà xe của nó thì còn rất là chất. Thì giá tiền thì rất là cũng là hợp lý cho quý anh chị luôn. Tất cả mọi chức năng của chiếc xe thì vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Rất là ok. ABS. Đấy, túi khí hai bên. Bên lái bên tài đều có hết. Điều hòa rất là mát luôn. Côn số rất là ngọt ngào đối với chiếc này. Thì bây giờ mình sẽ mở cái phần khoang máy. Gương cụp xòe vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Xi nhan trên gương. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ mở cái phần khoang máy này để cho quý anh chị và quý vị cùng xem về cái chất xe cũng như chất máy của chiếc xe này. Đây là tổng quan khoang máy của chiếc Vios đời 2013 bản E xịn. Đang được chào bán giá tiền là 339 triệu đồng. Máy móc rất là êm. Cái dòng này là một dòng nội đồng cối đá nên là quý anh chị cứ yên tâm về chạy, về chất máy, chạy phá cũng không thể hỏng được. Máy nổ rất là thì thầm nhé. Thì vừa rồi Tuấn Anh ở Tuổi Hải Phòng giới thiệu cho anh chị và các bạn một mẫu xe, đó là Vios.